quyển cổ ấp. Dạ. Khi nào VC mà nó chạy lên mình con á. Thì con rời nó được. Mà nó không chạy lên mình con đừng ẩm nó, con bóc nó đó. Bóc nó cái nó bóc nó tát con. Còn phát sò thì nó dễ thương, nó không có cắn con. VC già rồi, VC old man. Mời cô Thảo.